Cũng trong sáng nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo dự thảo và thảo luận nội dung quy định việc rà soát, công bố, lấy ý kiến và giao đất cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất công thành dự án độc lập để đấu giá quyền sử dụng đất. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, việc để tồn tại những thửa đất nhỏ hẹp chính là nguyên nhân xuất hiện những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo, gây mất mỹ quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trì là Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa câu chữ chặt chẽ để việc ban hành quy định đúng pháp luật. Đối với kế hoạch thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên di tích nào, hạng mục nào cần quan tâm đầu tư bảo tồn trước, đặc biệt việc trùng tu tôn tạo phải góp phần phát huy được những giá trị văn hóa lịch sử đích thực của di tích. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương quyết liệt và nhất quán trong thực hiện, khẩn trương thành lập các chốt bảo vệ phòng chống COVID-19 của các thôn và bố trí điểm test nhanh COVID-19 của mỗi xã để thực hiện test nhanh cho những người dân trở về từ vùng dịch trước khi vào thôn. Tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra đột xuất các địa phương.